Hello anh em, video này mình lại tiếp tục giải mật mã Daily Code Daily Combo của top 3 dự án ngày 20 tháng 8 năm 2024. Đầu tiên là Honest Top 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 thì nó đây có một cái cập nhật mới, tức là chúng ta sẽ được check in hàng ngày. Sau 7 ngày chúng ta sẽ nhận tổng là 375.000 cái token Honest. Anh em bấm vào check in nha, cái này thì nó sẽ cộng theo ngày. Ngày đầu tiên sẽ 5, đến ngày thứ 7 sẽ là 160 và tổng 3 ngày chúng ta sẽ nhận được 375 nha. Nó có thông báo trên X của nó nha. Rồi anh em bấm vào, anh em check in nè, claim nha. Cái này thì nó yêu cầu chúng ta phải tốn cái phí toll nha anh em. Mỗi lần check in như vậy thì tốn là 0.1 toll nha anh em. Ví dụ như là anh em phải có 0.1 toll đồng ví hàng ngày thì một ngày như vậy tốn 0.1. Sau 7 ngày thì chúng ta tốn 0.7, phí rất là cao. Nói chung dành cho những anh em nào thích cái đồng ONX này, anh em muốn đầu tư để chúng ta check in thì anh em check in, còn không thì anh em bỏ qua nha anh em. Anh em bấm claim này, sau đó anh em mở cái ví của anh em lên này, nó sẽ kết nối và anh em bắt đầu là check in. Tuy nhiên thì cái kèo này mình nghĩ anh em cũng không cần thiết đâu anh em, tại vì mình chỉ đào free. Mỗi ngày như vậy chúng ta phải mất 0.1 ton thì rất là phí ha, thôi bỏ cái này nha anh em. Rồi, mình đi đến cái giải Daily Code của ngày hôm nay nha. Thì mình sẽ bấm vào cái chỗ Daily Code ha, để chúng ta kiếm 2.000 cái token ONX nó miễn phí tốt hơn ha. Rồi, cái mã đầu tiên 471 5823 cho mã số 2. Mã số 3 là 6948. Rồi, check in thành công, nhận được 2.000 cái token ONX ha. Thì ở đây nó có khai thác tự động này, rồi có cái mục farm này nữa anh em. Thì chúng ta bấm vào Start New ha, để chúng ta bắt đầu là khai thác tự động. Chứ chúng ta không cần phải check in đâu anh em, check in thì nó tốn phí hơi cao đó, cho nên anh em lưu ý ha. Cái token này thì không biết giá trị bao nhiêu, nhưng mà chúng ta phải bỏ ra một lượng phí khá là lớn á. Anh em friend, anh em claim những cái phần trăm hoa hồng mà bạn bè của chúng ta cũng thu nhập hàng ngày nha. Rồi ok, thì cái Honest Top Top Top, cái Daily Combo của ngày hôm nay, Daily Code chứ, của ngày hôm nay đã xong rồi. Mình đi đến dự án số 2, Topcoin nha anh em. Rồi, Topcoin Bot thì như thông thường thì anh em cứ vào đây, chúng ta Daily Login hàng ngày, chúng ta claim cái điểm danh hàng ngày nha anh em. Rồi, rồi mình đi đến cái phần ghép combo thẻ của ngày hôm nay luôn. Thì nó sẽ gồm 3 thẻ để chúng ta nhận tổng là 3,2 Metsu nha. Thì cái thẻ đầu tiên á, thì nó sẽ nằm ở bên mục Blockchain. Anh em kéo xuống dưới ha, tìm đến cái mạng Tone nè, Tone Blockchain A, anh em nhấn vào. Rồi, đây là cái thẻ đầu tiên nha anh em. Đó, chúng ta nhận được 2 triệu xu. Rồi, hai cái thẻ còn lại thì nó sẽ nằm ở mục Application, anh em nhấn vào. Rồi, nó sẽ nằm cái get.io là cái thẻ số 2 này. Ok này. Và cái thẻ là cuối cùng. Đây. Balancedet này. Rồi, cái thẻ này là thẻ cuối cùng. Rồi, cái Daily Bounty của cái dự án Topcoin ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Anh em vào một tab này, ở đây nó có rất nhiều nhiệm vụ này, anh em có thể làm được cái gì thì làm hết nha. Để chúng ta kiếm thêm cái token của dự án. Ok. Đây là một kèo rất là ngon và tiềm năng nha, chúng ta không nên bỏ qua. Rồi mình đi đến cái dự án cuối cùng, đó là Tham Farm nha anh em. Tham Farm thì hàng ngày anh em vào ha, nó sẽ có cái phần thưởng dành cho điểm danh hàng ngày nè. Đó, anh em bấm claim để chúng ta nhận. Rồi, đối với những cái máy hoạt động thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng cái máy của anh em. Nếu như là người mới thì nó sẽ có những cái máy khai thác thời gian nó sẽ ngắn hơn và tốc độ khai thác nó sẽ chậm hơn. Còn mình đã nâng cấp mát rồi. Ở đây anh em người mới muốn nâng cấp thì chỉ cần nhấn vào nâng cấp là xong thôi nha. Rồi anh em vào một nhiệm vụ này, ở đây có cái nhiệm vụ như là follow kênh hay là gì đó thì anh em cứ làm hết ha. Ở đây anh em bấm chữ bắt đầu này, rồi chúng ta trở lại thôi. Rồi ở đây nè, bấm chữ bắt đầu nè. Đó, rồi chúng ta trở lại thôi nha anh em. Tắt cái này đi ha, rồi vào Tham Farm. Thì nó sẽ chạy cái này một lúc, nó sẽ chết và ok thì nó sẽ cộng cho chúng ta bấm claim 100.000 cái đồng su second của dự án Tham Farm. Rồi, anh em vào một bạn bè này, anh em bấm claim cái phần trăm hoa hồng từ bạn bè nha. Ok, rồi anh em vào một kiếm để chúng ta cái giải cái lời tiên tri của ngày hôm nay. Trước khi giải thì anh em vào phần đặt cược là anh em kiểm tra xem những cái gói của anh em đã hoàn thành chưa. Nếu như đã có, nó sẽ hiện chữ khẳng định ở đây thì anh em cứ bấm vào nha. Rồi, mình sẽ giải lời tiên tri của ngày hôm nay nha anh em nhấn vào. Trước tiên thì anh em nhấn vào hình cái biển tập ở đây này để chúng ta chọn năm trước cho anh em. Rồi, anh em chọn lên cái năm ở đây này, anh em nhấn vào. Nhiều anh em người mới không biết ha. Rồi, năm thì anh em vẫn giữ nguyên là năm 2024 nha. Rồi, về tháng thì anh em trở về tháng 1 nha anh em. Rồi, anh em chọn ngày 10 nè. Sau đó chúng ta bấm set. Thì đây là cái thời gian chính thức của nó ha. 10 tháng 1 năm 2024, anh em bấm kiểm tra. Chính xác thì nó sẽ hiện lên cái chữ chúc mừng. Còn nếu không chính xác thì chúng ta cứ làm lại nha.
anh em bấm chúc mừng. Rồi nó cộng xu cho anh em, ok ha. Vừa rồi mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách để chúng ta giải mật mã này, daily combo, bounty, daily code và câu trả lời của Tham Pham ngày 20 tháng 8 năm 2024. Ok nha, anh em cứ làm theo video của mình sẽ giải được. Rồi, bye bye.